Ngày 16 tháng 11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn khiến nhà kho rộng khoảng 1.600 m2 bị thiêu rụi. Khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thủy DH ở ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau khoảng 3 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được đám cháy. Tại hiện trường, nhà kho khoảng 1.600 m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại về vụ cháy đang được điều tra.